người mình là Kira Kira. Giờ chị hỏi nha, vừa rồi Kira mới vừa thi lên tuyển sinh cấp 3 đúng không? Vậy Kira có thể bật mí cho các bạn là Kira được bao nhiêu điểm không? Thì là số điểm này mình cảm thấy rất là may mắn. Và mình có được đó chính là 41,5 điểm. Và nguyện vọng 1 của mình là vào trường mình đang học ở cấp 2 luôn, là trường Vinh Khánh Linh. Kira có cảm thấy bất ngờ với số điểm này mình đạt được không? Thật sự rất bất ngờ. Mình tưởng là mình chỉ cỡ 35-36 điểm thôi. Tại vì thật sự có nhiều câu mình làm không được ổn lắm. Nhưng mà may sao mà với những nỗ lực mà mình có trong 4 năm đi học ấy, thì mình đã có được số điểm mà mình kiểu vượt cả mong đợi của mình luôn, nên mình rất là vui. Kira có thể bật mí là khi mà ba mẹ biết được cái điểm đó thì ba mẹ có thưởng gì cho Kira chưa? Đây mọi người, thưởng rất lớn luôn, rất là bất ngờ luôn á. Thì mình cảm ơn ba mẹ rất là nhiều vì đã thưởng cho mình một phần quà rất là lớn như thế này. Tại vì hỏi cũ của mình cũng kiểu hư với lại bị chặt rồi tùm lum tùm la hết. Với lại bây giờ cập nhật phần mềm nhiều và cái điện thoại đó chính là cùi bóc rồi, nên có được điện thoại mới như thế này cũng như là được ba mẹ chúc mừng, được mọi người chúc mừng, cảm thấy rất là vui. Đặc biệt là mình đã tốn một số tiền khá lớn để khao mọi người đi ăn, vừa là tiền để mình được điểm cao, vừa là tiền đi rửa điện thoại luôn. Dù hơi cắn rất nói chung là hơi hút máu mình xíu, nhưng mà không sao, mình cũng rất là vui vì mọi người luôn ủng hộ mình. Là mình có được số điểm như vậy mình nghĩ là cũng nhờ mọi người động viên. Khi mà trải qua được kỳ thi á, giờ kỳ ra có cảm thấy thoải mái hơn chưa? Thật sự rất thoải mái, tại vì giờ mình lại đi coi lại kiểu anh Winner, chị Hannah đi thi, mình cũng kiểu hồi xưa mình có giống vậy ông ta, kiểu coi mọi người hồi hộp đi thi mình cũng kiểu hiểu được phần nào, mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mình đã hoàn thành rồi, mình đã làm rất là tốt. Xong khi thi cấp 3 xong á, thì hiện bây giờ dịch tại Việt Nam đang bùng lại, thì em có sợ bị cách ly lần 2 không? Sợ, thật sự em là một con người rất thích đi ra ngoài đi chơi luôn, đặc biệt mình đi lưng chỗ này chỗ kia, em rất là thích gặp mặt bạn bè, gặp mặt mọi người. Nhưng mà dịch đợt vừa rồi, đợt thứ nhất á, là em ở nhà mà em cảm thấy rất là chán. Mà em ở nhà là auto là em sẽ ngủ, mọi người em sẽ bị đừ á, cho nên là thật sự em rất là sợ lần này sẽ lại cách ly á. Vậy bây giờ ở nhà em đã làm những cái gì để mà không bị chán, không bị nhàm chán? Thật sự là đa phần cái múi giờ của mình, thời gian của mình nhiều là ngủ. Nhưng mà thỉnh thoảng ngủ nhiều thì nó cũng bị không còn buồn ngủ nữa. Thì mình sẽ, một là mình sẽ quay clip TikTok, là hai là mình sẽ kiểu thử dở sách lớp 10 ra, mình coi thử những kiến thức mà mình chuẩn bị sẽ học ấy, nhưng thật sự mình không hiểu nhưng mà mình vẫn coi. Cái thứ ba là thường là mình sẽ thử tập nấu ăn, tại vì thường là mình đi học hoặc là đi sinh hoạt trong bên sống nhiều, mình ít có thời gian mà mình tự làm món gì đó cho bản thân ấy, thì mình sẽ thường lục bếp, mình sẽ nấu này nọ, hoặc là dọn dẹp phòng, hoặc là đọc sách. Có nhiều cái mà đến khi mà mình kiểu không có gì việc gì làm thì mình tìm hiểu á, mình cảm thấy vui. Nói ra nó cũng hay, đâu phải ra ngoài đường mới có cái vui, mà ở nhà mình cũng có nhiều cái để chơi. Vậy bây giờ Kira hãy gửi một lời động viên tới các y bác sĩ và mọi người đang cố gắng để vượt qua dịch. Thì hiện tại dịch đã bùng phát lại thì mình xin gửi một vài lời đến những vị bác sĩ là hãy cố lên những người hùng áo trắng. Mình biết là mọi người đã phải, các cô chú đã phải hy sinh rất là nhiều, cũng như có những anh chị mà cũng kiểu cũng chạy cũng lớn hơn mình vài tuổi thôi, là kiểu hy sinh hay là tình nguyện viên để chăm sóc, để hỗ trợ, và cũng như là phát khẩu trang, phát nước rửa tay dung dịch. Và mình cảm thấy là tinh thần của nước mình quá là đỉnh luôn. Thì và mọi người, những người như mình ấy, thì sẽ hạn chế ở nhà và sẽ luôn mong là sẽ có dịch sẽ không còn buồn nữa. Vậy bây giờ Kira có đang háo hức để bước vào trường cấp 3 không? Dạ có. Có mong chờ gặp những người bạn mới không? Thật sự cũng hơi sợ, tại Kira là một người mà mọi người, như mọi người cũng biết là Kira là một người kiểu khó để bắt chuyện, với lại khó để làm quen người mới lắm. Một khi thân thì Kira mới kiểu, còn nếu mà lần đầu gặp thì hơi ngại, nhưng mà mình nghĩ là sẽ có nhiều bạn mới, sẽ có trải nghiệm mới, và cũng như là môi trường mới thì mình sẽ dần trưởng thành hơn, nên là mình cũng rất là háo hức.
Cái ra đã chuẩn bị gì để chuẩn bị đi lên trường cấp 3 chưa? Mình mới biết điểm ở đây thôi là mình mới biết là mình đậu. Cho nên là trước là mình vẫn chưa nghĩ nhiều, nhưng mà bắt đầu từ bây giờ là mình đã bắt đầu nghĩ rồi. Mình chưa mặc áo dài. Đây là đó không phải là lần đầu mặc áo dài. Tại vì vô bơ 6 thì mình đi diễn ấy, thì mình cũng mặc áo dài nhiều rồi. Nhưng mà áo dài trắng kiểu thức tha trong trường mặc đi cả một ngày, thì mọi người có tưởng tượng được Kira sẽ như thế nào? Thế là một cô gái dịu dàng, nghe thơ thuần khiết của cô gái Việt Nam, áo dài trắng. Nhưng mà mình nghĩ sẽ đẹp. Mình mong là vậy, mình tin tưởng là mình sẽ đẹp. Mọi người ơi, hãy giờ mùa dịch cũng đang gần tới rồi, cho nên mình sẽ cố gắng để hoạt động thật là nhiều trên các kênh là TikTok là Kira Kira BR6, cũng như là hãy subscribe kênh YouTube của mình để có để đón chờ thật là nhiều clip hay, và cũng như là kênh fanpage Kira Kira BR6 luôn nha.